Đến 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đến đó, chúng ta muốn effect nhiều đúng không? Chúng ta xoay đúng effect này. Nó sẽ lặp lại nhiều hơn nhé. Đến 5, 6, 7, 8, 9. Chúng ta ít muốn ít effect đúng không ạ? Ít vàng nhạc chúng ta xoay lại 5, 6, 7, 8, 9 đúng không? Nó không còn effect nữa nhé. 5, 6, 7, 8, 9. Đó. Chúng ta thường chúng ta chỉnh nó chuẩn, nếu hát nó sẽ nhẹ và nó mềm hơn nhé. 5, 6, 7, 8, 9. Đó. Rất dễ sử dụng nhé. Và mic này thì quá chuẩn rồi anh em nhé. Tiếng mic rất chi là ngọt ngào. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đến 4, 5, 6, 7. Chất âm mic thì quá tuyệt vời. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ làm cái video đấy, sẽ lên một cái cấu hình nhé. Đây là một cấu hình. Cấu hình này nó chỉ gồm có mic đấy, mic, vang, số và cục đẩy đấy. Tổng trị giá của bộ này đấy, thì nó sẽ tầm khoảng tầm gần 15 triệu anh em nhé. Đấy, riêng cái mic này nó đã 3 triệu 3 rồi đấy. Và cái con vang số này nó 5 triệu rưỡi đấy, vị chi là đã là 8 triệu 8 rồi. 8 triệu 8 mà cộng với cả cái cục đẩy này. Đây là cục đẩy này là giá 6 triệu 2 đấy. Đấy, nó rơi vào khoảng tầm đúng 15 triệu anh em nhé. Đấy, đấy, khoảng tầm đấy anh em nhé. Cái riêng cái cục đẩy này thì là nó thì công suất của nó lên tới 1.000W cơ. 1.000W trên một kênh. 1.000W trên một kênh riêng cục đẩy này nhé. Một kênh này anh em để chơi một cặp 340. Đấy, hai kênh anh em để chơi hai cặp bát 40, hoặc là anh em để chơi hai cặp bát 30 nhé. Hoặc là một kênh này anh em có thể chơi được một cặp bát 40, và kênh dưới anh em để chơi quả súp hơi anh em nhé, súp hơi 50. Con này thì nó có đầy đủ ấy, tính năng, đằng sau nó có tích hợp quản lý nguồn cho anh em, tất cả là cắm hết trên quản lý nguồn đấy. Và đây mặt trước thì nó có hiển thị cái đồng hồ đấy, báo điện áp nhà mình đang ở bao nhiêu vôn. Như đây đang là 228V đúng không ạ? Đấy, rất chi là hay. Đấy, và kết nối cái bộ dàn này thì nó rất chi là đơn giản đây nhá. Chúng ta chỉ cần cắm đường, dùng dây ca lông cắm đường red drive từ con vang đấy xuống cục đẩy, thế là xong. Đấy, rất đơn giản thôi. Riêng về phần con vang này thì bên em đã bán quá nhiều rồi, bán phải đến rất chi là nhiều, không thể đếm xuể rồi. Con vang này thì nó ra chất âm phải nói nó quá hay. Đấy, quá hay nhá anh em nhá. Riêng cái dòng vang này quá hay luôn. Dòng vang này thì nó quá hay rồi. Giá của nó lên tới 5 triệu rưỡi. Nó tất cả nó rơi vào 10 mốt nhá. Có 10 mốt sử dụng cho anh em. Nó độc có 3 mốt, riêng nhà sản xuất nó có 3 mốt rồi. Đấy, 3 mốt đấy, của nhà sản xuất. Còn đâu bên em đã sẽ cài đặt cho anh em nữa là 7 mốt nữa. Đấy, anh em tha hồ sử dụng. Chúng ta gọi mốt, chúng ta chỉ cần ấn recall đúng không ạ? Nhấn recall và chúng ta xoay lúng effect. Thì nó sẽ ra màn hình này PO1 đúng không ạ, PO2. Trước tiên thì nó sẽ Pro nhá, của nhà sản xuất này. Sau đó là đến POP này, POP này, sau đến Pro này, sau đến Star này. Đó, sau đến PO1, từ PO1 trở đi, từ PO1 đến PO2 cho đến PO4, PO5, PO7 là do bên em sản xuất nhá, do bên em cài đặt anh em nhá. Do em cài đặt các mốt này cho anh em. Đấy, khi anh em chọn được mốt thì chúng ta sẽ nhấn đó. Khi chúng ta chọn được mốt thì chúng ta sẽ nhấn effect này nhé, nhấn cái lúm effect này vào là nó sẽ lưu lại cho anh em nhé. Còn nếu chúng ta gọi chọn chế độ đầu vào, chúng ta sẽ nhấn system. System thì ở đây nó có PMG, cổng PMG này anh em nhìn thấy không? Và chúng ta xoay lúm effect nhé, chúng ta cắm vào cổng PMG, chúng ta sẽ xoay lúm effect ở PMG. Mà khi chúng ta sử dụng sang cắm vào cổng PO luôn, VOD thì chúng ta sẽ xoay effect VOD và chúng ta sẽ nhấn cái loot effect này vào, nó sẽ lưu lại. Hoặc là khi anh em sử dụng đến cổng qua đúng không ạ, optical đúng không ạ, đấy optical thì là chúng ta sẽ cũng xoay effect này và chúng ta sẽ nhấn nút, nó sẽ tự lưu lại cho anh em. Rất dễ thôi nhá. Đấy, gọi mốt rất dễ thôi. Con vang này bên em đang bán với giá 5 triệu rưỡi anh em nhá. Mặt trước thì nó có đường chỉnh mic, đấy, music, đấy, effect đầy đủ cho anh em. Đấy, mặt trước này thì nó có ba cái
cái volume chỉnh effect tổng, mic tổng và đường nhạc tổng cho anh em. Tất cả thiết bị bên em đều bán mới hết anh em nhé. Giá là khoảng tầm 15 triệu cho bộ này, chọn bộ này. Chưa tính loa anh em nhé. Như em báo giá lại này. Cái mic này là 3,3 triệu, riêng bộ mic này 3,3 triệu. 3,3 triệu cộng với cả vang số này là 5,5 triệu. Đấy là 8,8 triệu rồi. 8,8 triệu mà cộng với cả cái cục đẩy này là 6,2 triệu nữa đúng không ạ? Đấy là 15 triệu anh em nhé. 15 triệu cho cấu hình này. 15 triệu cấu hình là quá đẹp anh em nhé. Đấy, em làm cái video ngắn. Anh em xem video thấy hay nhớ like, nhấn chuông và đăng ký kênh. Đấy. Bác nào mà muốn mua hàng hãy trực tiếp với em qua số điện thoại em để bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nhé.